Thôi chúng ta sẽ bắt đầu vào bài giảng ngày hôm nay. Đấy, những bạn nào đi muộn thì tí nữa sẽ xử lý sau. Và thầy nhắc lại cho các bạn một lần nữa là hôm nào cũng sẽ có bài tập về nhà, chứ không phải là tưởng không có. Cái tưởng không có là cái rất là gãy, và cái thứ hai là cái mất đề cũng cái là rất là đấy. Đấy. Nhá. Những cái đấy nó không là những cái lý do không thể chấp nhận, bởi vì tuần nào thầy cũng sẽ cho chứ không phải là tuần cho tuần không. Nên là các bạn đừng đừng có lý do là mất phiếu hay cái gì cả. Nhá. Bây giờ thầy sẽ cố gắng để làm thế nào để đẩy cái vấn đề của chúng ta nó trở nên gọi là đơn giản. Bài giảng ngắn thôi, xem lại cũng ngắn thôi, nhưng mà chúng ta hiểu và chúng ta làm được nhiều hơn nhá. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ sang cái chuyên đề mới nhá, chuyên đề mới. Thì nội dung của hôm nay là chúng ta sẽ sang chuyên đề mới, sau đó là K2, nếu các bạn cần hỗ trợ thêm thì chúng ta sẽ vẫn chữa và vẫn luyện để các bạn ôn thi giữa kỳ. Tại vì ở đây chắc là cũng nhiều bạn chưa thi đúng không? Ok. Rồi chúng ta sẽ ghi cho thầy hôm nay là chuyên đề hỏi chấm, tại vì thầy không nhớ là nó là chuyên đề thứ mấy cả. Thầy mỗi sách cho các bạn thử check lại xem nào. Đó là chuyển động ném ngang nhá, chuyển động ném ngang. À, chuyên đề 7 đi. Rồi. Ừ, thế thì chuyên đề 7, chuyển động ném ngang nhá. Chuyên đề 7, chuyển động ném ngang. Đấy. Nào. Đầu tiên trước khi vào trình thông cái bài đúng không? Thì chúng ta có một cái từ gọi là từ ném đúng không? Đấy, thì các bạn cũng biết là các bạn ở trong thực tế thì chúng ta có những cái từ nào là liên quan từ ném. Đấy. Ví dụ là ném đá giấu tay đúng không? Đấy. Trò bạn nào thích chơi trò này nhỉ? Hiệp có thích không? À, ném đá giấu tay mà không biết là gì á? Trang lại giả vờ rồi. Ném đá giấu tay là gì? Là làm một hành động nhưng mà làm sao không nhận, kiểu như là không nói là mình làm, hiểu không? Đấy, tưởng là những hành động lén lút đúng không? Nhưng mà chúng ta tập trung là đây là chúng ta học môn lý chứ chúng ta không học cảm thụ văn học ở đây nhé. Rồi, thế thì trong môn lý là hành động ném là như thế nào? Tại vì tại sao thầy lại phải nói cái từ ném ở đây? Tại vì hôm trước chúng ta có cái từ là thả rơi tự do các bạn. Thả là gì? Thả là chúng ta buông tay ra thôi, đúng không? Các bạn nhớ là những cái vụ mà án mạng xảy ra ấy, thì nhiều cộng đồng mạng comment ở dưới là trường hợp bạn này thì nên được thả tự do từ độ cao bao nhiêu mét xuống đấy, thường là như thế. Là Tùng nói chuyện nó cứ đây đấy, nói chuyện đâu đang nhìn như này với con cái này. Ghi bài chưa đấy, không chưa thả nhá, thả thì buông tay ra đúng không, không cung cấp cho nó một cái vận tốc ban đầu. Nhưng mà ném thì sao? Ném là hành động ở trong môn vật lý này, các bạn ghi ở định nghĩa ném này. Ném là cung cấp cho vật. Đấy, cung cấp vận tốc ban đầu cho vật chuyển động. Đấy, cung cấp cho vật chuyển động trong không gian. Đấy, cung cấp vận tốc ban đầu. Đấy, cung cấp vận tốc ban đầu. Thường thì ném nó có hai loại là ném ngang và ném xiên. Nhưng mà trong khuôn khổ của chúng ta để mà hiểu bài này mà làm được bài sát ấy, thì thầy chỉ dạy ném ngang thôi. Còn bạn nào muốn học ném xiên, inbox riêng cho thầy, thầy sẽ quay và giảng riêng, quay bài giảng riêng cho các bạn học ném xiên. Nhớ chưa? Đấy, ném xiên là những cái bài nó, nói chung là nó sẽ hơi khó hơn và làm chúng ta bị loạn, lẫn lộn giữa ném ngang và ném xiên, nên chúng ta chỉ triển khai thằng ném ngang thôi. Cả lớp hiểu chưa? Đấy, ghi đầy đủ vào ném nhá. Là cung cấp vận tốc ban đầu cho vật. Đấy, chuyển động cho không gian. Đấy. Nào. Một là mã. Hình vẽ mô tả và công thức liên quan. Đấy. Trong chương trình ta chỉ khảo sát ném ngang thôi. Đấy, ném riêng dạy ở chương trình nâng cao cho những bạn nào muốn. Đấy, ghi rất rõ. Cái này hôm qua là thầy dạy nhóm kia, bây giờ là hôm qua là giảng nó bị không có tiếng. Hôm nay là dùng nguyên không viết lại nữa mà sẽ là như là lồng tiếng lại. Đúng không? Đấy. Rồi các bạn vẽ cái hình vào nhá. Các hình vẽ cái hình vào. Đấy. Đấy. Các bạn biết cái số 0 này là cái chỗ 0 này là cái gì không? Là cái điểm này là điểm ném vật. Cái điểm này là điểm bắt đầu ném này. Các bạn hiểu chưa? Điểm bắt đầu cung cấp cho nó vận tốc V0 và thường điểm ném này nó sẽ ở độ cao h nhá. Đấy. Và các bạn sẽ nhìn là chúng ta sẽ gắn cái hệ trục tọa độ OXY, nhưng mà y thì cắm đầu xuống dưới. Đấy, x thì vẫn sang ngang như bình thường nhá. Và chúng ta vẽ xong hình thì chúng ta sẽ nhìn sang đây để thầy nói kỹ hơn về cái chọn hệ quy chiếu, hiểu chưa? Đấy.
thầy sẽ nói kỹ hơn về cái chọn hệ quy chiếu. Đấy, các bạn cứ bình tĩnh, các bạn vẽ ra. Cái này chúng ta làm từ từ chậm chắc. Đấy. Không thấy file đúng không? Như vậy là các bạn nào mà chưa vẽ xong mà xem lại video thì phải dừng video lại vẽ hình nhá. Còn coi như đoạn này tiếp theo là tất cả đã vẽ xong cái video hình rồi, đúng không? Thế các bạn thấy tưởng tượng là cái vật khi chúng ta ném ấy thì nó sẽ bị uốn theo đường cong như này. Và đường này thì chúng ta hiểu đây chính là một parabol, được chưa? Vậy thì trước khi chúng ta đi làm gì đấy, chúng ta phải quan sát đây là mặt đất, được chưa các bạn? Thì các bạn nhớ là chuyển động nhá, chuyển động. Nghiên cứu bất cứ cái gì liên quan đến chuyển động thì ta sẽ phải nghiên cứu cái hệ quy chiếu, đúng không? Thì các bạn nhìn cái hệ quy chiếu mà thầy đã chọn này. Đấy, hệ quy chiếu của chúng ta gồm có những cái sau. Cái thứ nhất là hệ trục OXY, bài này phức tạp hơn các bài trước, là nó phải nghiên cứu trên cả hệ trục gồm có cả OX và OY, chứ không phải chỉ là một, hôm trước là chỉ có một trục OX thôi, một trục OY thôi, nhớ không? Cái này là cả OXY luôn. Chọn hệ trục OXY. Đấy. Gốc tọa độ. Đấy, gốc tọa độ. Đấy, trong cái chọn hệ XY thì chúng ta gốc tọa độ là tại vị trí ném luôn. Được chưa? Tại vị trí ném, các bạn cứ mặc định là nó là làm như thế luôn. Còn những bài ném xiên á nó lại khó hơn rất nhiều. Cái bài ném xiên là hệ quy chiếu nó lại khác. Nên là công thức của bài ném ngang không dùng cho ném xiên được. Nên thầy mới bảo phải tách ra. Được chưa? Không được lẫn lộn nó với nhau, hai bài toán khác hẳn nhau. Đấy. Gốc tọa độ là tại vị trí ném. Trục OX thì sẽ hướng theo cái hướng V0 ban đầu, đúng không bạn? V0 ban đầu bạn nhìn thấy V0 ban đầu ném chưa? V0 chưa? Thì V0 với X sẽ trùng một hướng luôn. Trục OY thì sẽ hướng xuống đất. Đấy. Gốc thời gian là lúc ném vật. Đấy. Đầy đủ rõ ràng về hệ quy chiếu cho các bạn. Rồi các bạn ghi hệ quy chiếu vào nhá. Đấy, chúng ta ghi chọn hệ quy chiếu vào. Sau đó chúng ta sẽ phân tích chuyển động ném ngang nhá. Sau đó chúng ta sẽ phân tích chuyển động ném ngang. Xong chưa? Đấy. Thế thì sau khi chúng ta chọn hệ quy chiếu rồi, đúng không các bạn? Đấy, sau khi chúng ta chọn hệ quy chiếu rồi thì các bạn biết là chọn hệ quy chiếu để làm gì không? Đấy, chọn hệ quy chiếu để chúng ta có thể chúng ta có thể bắt đầu nghiên cứu, khảo sát cụ thể hơn cái chuyển động đấy, phương trình nó như thế nào. Hiểu vấn đề không? Đấy. Nhá. Đấy, cụ thể hơn phương trình của nó sẽ như thế nào. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng chú ý đây nhá. Đấy. Nào, bây giờ các bạn sẽ cùng hình dung này đầu tiên nhá.
Đấy, các bạn sẽ ghi một nhỏ, đó là phân tích chuyển động ném ngang. Đấy. Và dòng đầu tiên chuyển động ném ngang sẽ được phân tích thành hai chuyển động thành phần. Thành phần thứ nhất là theo trục OX và thành phần thứ hai là theo trục OY. Các bạn nhìn cái hướng chuyển động của nó nhé. Và so sánh thực tế, nó phải chuyển động cong không? Chúng ta đã học những loại chuyển động nào? Thẳng, đều, thẳng biến đổi đều, gồm có nhanh dần đều, chậm dần đều, rơi tự do. Chưa hề học một chuyển động nào cong nào cả. Nên chúng ta không thể nghiên cứu nếu nó là chuyển động cong. Nhưng khi chúng ta phân tích nó thành hai thành phần, OX và OY, thì nó sẽ trở thành những chuyển động gần gũi mà chúng ta đã học. Các bạn hiểu chưa? Đấy, đó là chúng ta, đó là lý do tại sao chúng ta có dòng đầu tiên là chuyển động ném ngang được phân tích thành hai thành phần. Đấy. Nhớ bạn ghi là chuyển động ném ngang được phân tích thành hai thành phần. Đấy, theo trục OX và theo trục OY. Đấy, sau đó chúng ta kẻ một cái bảng ra và thầy sẽ cùng phân tích với các bạn nhá. Đấy, xong đoạn này vẽ đi, xong rồi chúng ta sẽ chúng ta viết dòng đầu tiên thôi nhá. Đấy, còn cái đoạn nội dung ở trong cái cột này thì các bạn không cần ghi, bởi vì thầy muốn kiểm tra kiến thức của các bạn một chút. Nhóm hôm qua là cả ba bạn đều bị chép phạt. Đấy. Thầy nghĩ là nhóm của mình thì thầy sẽ quan tâm nhiều hơn đến một số bạn. Tên bắt đầu là chữ T chẳng hạn. T là có thể là Thành. Nào bây giờ nào, xong chưa, ghi xong chưa? Chắc là xong rồi đúng không? Đấy. Nào bây giờ hỏi này. Thầy nói luôn này, cái bài này nó không có công thức gì mới à, mà nó được xây dựng dựa trên công thức của các bài cũ đúng không? Bây giờ hôm trước các bạn có nhớ là cho thầy là ba công thức nhá, ba công thức quan trọng của chuyển động thẳng biến đổi đều là gì không? Nào các bạn trật tự nhá. Hỏi bạn nào bạn ấy trả lời. Bạn nào thứ nhất là đầu tiên gọi tinh thần xung phong trước, bạn nào xung phong đọc trước thì những cái phương trình khác để cho bạn khác. Đấy, mà cứ bạn nào sai cái là chép phạt bộ ba công thức này 10 lần. À, Thành điểm danh cho anh chưa? Em thiếu bạn nào? Quách thì có phép rồi. Khanh à? Khanh tuần trước có học không nhỉ? Tuần trước cũng không học à? Thế thì nhắn cho huynh đi. Hay là yếu lý quá thì bỏ. Nó sao lại chưa có? Em ra bảo ngay ra thêm vào. Em có quyền ra bảo bạn trực thêm vào. Được chưa? Thêm nhóm nào cũng được. Vì có thể anh thiếu sót thì em bảo ấy vào nhá. Đấy, thêm ngay cho anh vào. Nhờ, 3 công thức chuyển động thẳng biến đổi đều. Nào mời Tùng à, em nhớ được công thức nào không? Đấy, thế thì thôi, thằng này thằng đầu tiên bị chép phạt. Bởi vì các bạn biết không, đây thầy đang quay video và thầy nói luôn là không thuộc công thức chắc chắn không làm được bài, không nói nhiều. Còn tí nữa thầy sẽ cho giống các bạn nhóm kia, đó là sẽ được ngồi để viết lại cái tờ công thức của mình. Đấy, tại vì hôm qua các bạn kia trả lời lung ta lung tung luôn. Bây giờ bài ấy ra không ấy? Rồi Bách đọc cái nào. Rồi công thức 1 V bằng V0 cộng AT. Này, cũng mở là mà nữa. Ai cũng phải thế. Bốn mới chết mở thôi. Đấy. Nào công thức số 2, công thức X sẽ bằng cái gì nào? Hiệp nào? Bạn cho tự là hiệp nào? X bằng gì nào? Không nhớ chép phạt. Khôi nào? X bằng gì nào? X bằng X0. Đọc lại từ đầu, x bằng gì? Cộng v0 cộng at bình chia 2. Đúng chưa? Không, thật sự. V0 gì? V0t. Là công thức số 3 là Tùng. Bằng 2ad. Rồi, đây chính là ba cái công thức. Nhớ chưa? Trong đó thầy có ngoặc thêm cái này này. Là cái này chính là D này. Cái này chính là độ dịch chuyển D này. Đúng không các bạn? Các bạn không phải vẽ thêm lần nào nữa. Nhớ chưa? Đây, ba công thức trong chuyển động thẳng biến đổi đều. Và nếu gia tốc A bằng 0 thì cái này sẽ trở thành chuyển động gì?
Đúng rồi, thì sẽ là chuyển động thẳng thẳng đều đấy, và các ba công thức này vẫn giữ nguyên, vẫn đúng, ba công thức này vẫn đúng, có hiểu không? Đấy, nên chúng ta chỉ cần nhớ ba công thức này thôi. Và ở một cái trường hợp đặc biệt, ở trường hợp đặc biệt là cái trường hợp gì? Rơi tự do, đúng không? Đấy, công thức rơi tự do thì chúng ta quy nó ra một chút, đúng không? Đấy, chúng ta sẽ đáng lẽ đọc là đọc phải x0. Đấy, nào, Vân là y bằng gì nào? Ở rơi tự do y bằng gì? Rồi, gt bình chia 2, chính xác luôn. Đấy, gt bình chia 2. 2 nào, v sẽ bằng gì nào? Mời lương à? V bằng gt, đấy. Nó chỉ cần thuộc những cái này thôi này. 4 này, 3. Gia tốc A bằng bao nhiêu nhỉ? Song Linh nhỉ? Rơi tự do thì A bằng bao nhiêu? Rồi, A bằng g. Đúng chưa? Thế còn cái công thức V bình trừ V không bình có đúng không? Vẫn đúng cho đó, đúng không? Nó vẫn đúng thôi. Đấy, V bình trừ V không bình. Đấy, thì nó bằng V bình thôi. Tại vì sao? Bởi vì V không của chúng ta là chúng ta thả rơi mà. Thì làm gì có V không? Đúng không? Thì nó vẫn là bằng 2 gì? Không phải A nữa mà là G, 2G, 2GH hoặc là 2GD hoặc là 2GS. Tùy theo các bạn cách chọn công thức nào nó cũng được hết. Đấy chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ... Nào các bạn ok chưa? Bây giờ chúng ta sẽ quay về cái gọi là cái phần chuyển động thành phần của chúng ta. Cái đầu tiên chúng ta khẳng định này, theo trục OX là nó sẽ là chuyển động thẳng đều nhá. Theo trục OX sẽ là chuyển động thẳng đều. Còn theo trục OY thì chính là chuyển động nhanh dần đều, mà cụ thể ở đây chính là rơi tự do. Đấy, các bạn hiểu như thế, cụ thể ở đây là rơi tự do nhá. Được chưa nào? Đấy, bây giờ thầy phải chấn chỉnh luôn là những bạn nào theo kể cả bây giờ mất gốc hay không hay như nào, lại bây giờ mình sẽ giải quyết nó theo gọi là góc độ nhá, học một cách cẩn thận về phương pháp đã, chứ không các bạn hay lắm. Xong chưa các bạn ơi? Xong chưa? Đấy, nào. Các bạn ghi cái dòng đầu tiên này, bây giờ bắt đầu mới nói đến cái đặc điểm này. Thế thì bây giờ nếu mà chuyển động đầu tiên là chuyển động thẳng đều ấy, thì các bạn hình dung là gia tốc nó sẽ bằng 0. Ở đây thì chúng ta sẽ phân tích một chút nhá. Là gia tốc ở theo trục OX thì gọi là AX. Đấy, AX sẽ bằng 0. Còn gia tốc ở trên trục OY thì sẽ là AY. Và ở đây là rơi tự do nên AY bằng G. Và các công thức vừa nãy mà chúng ta nhắc lại nó đều sử dụng hết nhá. Vx thì sao? Vx bằng V0 và không đổi trong suốt quá trình chuyển động. Các bạn nhớ chưa? Cái thành phần Vx ấy không hề thay đổi, bởi vì nó là chuyển động thẳng đều. Chuyển động thẳng đều thì vận tốc có đổi không? Vận tốc không đổi nhá. Vận tốc lúc nào cũng là V0 luôn. Vận tốc không đổi. Nhớ chưa? Đấy, và dẫn tới là cái phương trình của nó, phương trình x của chúng ta sẽ là x0 à, V0t. Đấy. Còn bên trục OY thì cái gia tốc y của chúng ta, gia tốc AY sẽ bằng g, VY sẽ bằng gt và y sẽ bằng gt bình chia 2. Đấy, đúng các công thức vừa nãy nhá. Gt bình chia 2. Đấy. Ở đây các bạn học từ đầu có thể mất gốc, có thể một số bạn vào muộn, có thể các bạn có những cái gọi là sai lầm. Nhưng bây giờ giai đoạn này là giai đoạn giữa kỳ rồi, thầy nhắc nhở lại một lần nữa. Nếu các bạn muốn học nghiêm túc, tùng nhắc một lần nữa,
vẫn đang nói chuyện đấy. Thầy nhắc lại một lần nữa, các bạn không học nghiêm túc nhá, thì các bạn chắc chắn là không ấy được môn lý đâu. Thầy nói luôn, sắp thi đến nơi rồi, đúng không? Thầy đang quay bài giảng đây, không muốn nhắc mất từ tự nhiều nhá. Học thì các bạn không phải là kiến thức của các bạn là ấy đâu. Thầy muốn mở rộng cho các bạn rất nhiều, nhưng mà cái năng lực của chúng ta nó không chú ý, không tập trung thì làm sao mà học khó được. Mấy cái bài dễ còn sai lên sai xuống. Nào các bạn xong chưa? Ghi hết cái bảng này, đóng khung vào nhá. Đấy. Nói chưa? Còn cái đoạn này thì không cần ghi lại, đoạn này là hôm qua thầy kiểm tra của các bạn kia, còn các bạn thì đã chuyển tra ở trang bên kia rồi, đúng không? Đấy. Đấy, chúng ta ghi đóng khung vào cái này, xong rồi chúng ta sẽ phân tích tiếp nhá. Đấy, và tí nữa chúng ta sẽ đóng gói cái công thức của thằng chuyển động ném ngang này như thế nào và cho các bạn làm bài một cách gọi là ok nhất có thể. Nào được chưa các bạn? Rồi. Nào bây giờ chúng ta sẽ đến với nào phần tiếp theo. Đấy. Chưa phân tích gì cả, bây giờ chỉ đọc cái phương trình thôi, đúng không? Nào bây giờ các bạn nhìn này. Đấy, phân tích ra. Nào bây giờ chúng ta sẽ hai nhỏ xác định chuyển động của vật. Đấy, bây giờ vật nó sẽ chuyển động như thế nào, đúng không? Đấy. Nào, xác định chuyển động của vật. Đấy, từ từ che cái đoạn này đi đã. Đấy, xác định chuyển động của vật. Đấy, bây giờ phải hỏi lại. Nào, bạn Hoàng nào, Nhật Hoàng trả lời cho thầy. Thầy nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần rồi, chuyển động là gì? Chuyển động là gì? Đó, tôi cho tự, đấy. Thấy chưa? Một câu hỏi rất đơn giản thôi. Cái chương này có phải là chuyển động không? Đúng không? Bài đầu tiên học cũng là chuyển động đúng không? Đấy, bây giờ vấn đề là khái niệm chuyển động là gì, tại vì mình phải bám vào cái cốt lõi đấy thì mình mới được nghiên cứu được chứ. Thế Hoàng là không trả lời được này. An nào, chuyển động là gì An? Đấy, cười rất tươi sau lớp khẩu trang nhưng vẫn không biết. Nào Tùng là gỡ tội, nào Tùng trả lời gỡ tội nào. Chuyển động là gì, trả lời đúng, không tí nữa nhận xét trên lớp không có vấn đề gì cả. Đấy. Sự dịch chuyển, dùng một cái từ đồng nghĩa di chuyển với dịch chuyển thì nó có hợp lý không? Nó là sự gì? Đấy, thấy chưa? Rồi, thay đổi vị trí của gì? So với Rồi, theo thời gian. Đấy, nó như vậy, nó đầy đủ các từ khóa này. Đây. Vừa nãy thầy kéo qua cái đoạn này. Đấy, kéo qua đoạn này nhưng mà lại kéo lên để che các bạn đi, các bạn thấy không? À, chuyển động là sự thay đổi vị trí này của vật này so với vật mốc này theo thời gian. Đấy, các bạn thấy hiểu vấn đề chưa? Nhá. Thế thì bây giờ để xác định được vị trí của nó thì có phải vị trí của vật là tọa độ x y không? Đúng không? Đấy, cái đầu tiên vị trí của vật là tọa độ. Các bạn có thể ghi lại cái dòng này nhá, vị trí của vật là tọa độ x y. Còn vận tốc của vật là gì? Là cái v. V này được tạo thành từ vx cộng vy. Và đến cái thời điểm hôm nay thì các bạn đã học cộng vectơ chưa? Ờ đúng rồi, học cộng vectơ rồi thì chúng ta viết như này. Và học hôm trước cộng vận tốc rồi, đúng không? Mà vx có phải vuông góc với vy không các bạn? Hai thành phần này vuông góc với nhau không? Thì có phải v của chúng ta sẽ bằng vx bình phương cộng với vy bình phương không? Thế thôi, đúng không? Đấy. Rồi, các bạn ghi bài đến đấy nhá.
Đấy, xong rồi chúng ta sẽ đến với phương trình chuyển động từ từ. Đấy, cái đoạn này để sau, viết cái đoạn đấy đã. Được chưa? Phân tích thành hai thành phần rõ ràng như vậy. Đấy. Là các bạn xong chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nào tiếp tục nhá, câu chuyện tiếp tục nhá. Nào. Các bạn có thắc mắc gì ở đoạn này không? Cái vận tốc các thứ này có thắc mắc gì không? Vận tốc này chúng ta nhớ là chúng ta được học ở bài gọi là tính tương đối của chuyển động, thì trong đó thầy đã dạy các bạn là V bằng V1 cộng V2, đúng không? Đấy. Thì nó có 3 trường hợp đặc biệt, đó là nếu mà hai thằng này cùng phương cùng chiều thì cộng tổng với nhau này, cùng phương nhưng mà ngược chiều thì trừ đi nhau này. Đấy. Còn mà vuông góc với nhau thì có phải là căn bậc 2 của V1 bình cộng V2 bình không? Đấy, bây giờ chỉ gọi là dùng nó luôn thôi nhá. Cái này là đã học rồi. Đấy, cái mà đáng sợ nhất ở đây là học rồi nhưng vẫn là không biết, vẫn là quên. Thế tí nữa tất cả các bạn cùng tổng hợp công thức với thầy nhá. Đấy. Nào tiếp, bây giờ phương trình chuyển động này, các bạn nhìn này. Phương trình chuyển động thì chúng ta có hai phương trình thành phần. Đó, phương trình x có phải bằng v0t và đấy chúng ta ghi không? Còn phương trình y của chúng ta sẽ bằng gt bình chia 2 không? Đúng không các bạn? Đấy. Rồi. Ví dụ người ta hỏi phương trình chuyển động thì các bạn sẽ trả lời x với cả y như này. Đấy. Còn cái thứ hai là phương trình vận tốc, đúng không? Vận tốc của lại chúng ta cũng ghi rồi, vx bằng v0 không hề thay đổi. Còn vy thì sẽ bằng g nhân t. Đấy. Từ đó suy ra nếu mà người ta hỏi v, người ta không nói rõ là vx hay vy thì mình sẽ phải trả lời lấy là v. V đấy bằng căn bậc 2 của vx bình cộng vy bình. Và các bạn có thể vẽ cái hình minh họa đây, vẽ hình minh họa vào nhá. Đấy. Được chưa? Các bạn ghi đến đoạn đấy. Thì nó vẫn lặp đi lặp lại cái đoạn kia thôi, chỉ có điều là nó rõ hơn, đây là phương trình gì? Phương trình chuyển động. Đây là phương trình vận tốc, rõ ràng hơn, mạch lạc hơn để chúng ta có thể làm sao? Đấy, để chúng ta có thể xây dựng được, nhớ chưa? Được chưa các bạn? Đấy, minh họa rõ ràng. Ừ, chờ một tí nhá, đúng không? Xong thì các bạn cứ nói chuyện nhiều lên là thầy sẽ phát hiện được là các bạn xong. Tùng mặt nó buồn lắm rồi. Hôm nay sáng bị mắng rồi, chiều bị mắng. Nó, em học kém bởi vì em mất thứ tự đấy. Em cứ chú ý vào xem, chú ý vào, đảm bảo 2 tuần nó sẽ tiến bộ. Còn tí nữa thầy sẽ xem. Đấy, ngày trước điểm lúc nào bạn Tùng cũng là điểm cao nhất lớp luôn.
Xong chưa các bạn? Nào, đầy gái đầy kia ở kia chứng tỏ là xong rồi. Nào bây giờ chúng ta sẽ đến một cái phương trình thứ ba là phương trình quỹ đạo. Nghe nó hơi lạ đúng không? Tại vì bây giờ mới có cái bài phương trình quỹ đạo. Tại vì những cái bài trước nó chỉ có trục, một trục OX, OY thôi đúng không? Nó chỉ có một cái trục thôi. Còn bây giờ vẽ cái hình quỹ đạo này ra. Nào, các bạn nhìn này. Đấy. Nào tập trung. Thứ nhất là các bạn nhìn này. Thầy xuất phát từ cái, đây là cái nháp nhá. Đây cái nháp, không phải ghi, chỉ ghi cái phần đóng khung thôi. Thì cái nháp này, x của chúng ta có phải bằng v không t không? Y của chúng ta có phải gt bình chia 2 không? Thế thì ở cái phương trình số 1 thì thầy sẽ có là t sẽ bằng x chia cho v không không? Và thầy dùng phương pháp thế để thay t vào đây. Tức là t không biết là t nữa mà biết là x chia cho v không. Có hiểu không các bạn? Thế này, ở phương trình số 1 là x bằng v không t được chưa? Thì t sẽ bằng x chia cho v, v không. Bây giờ các bạn nhớ nhá, t bây giờ là x chia cho v không, được chưa? Thế thì bây giờ các bạn sẽ thấy này, ở phương trình số 2, y của chúng ta sẽ bằng gt bình chia 2, nhưng không viết t nữa, bởi vì t của chúng ta đã trở thành gì rồi? X chia cho v0, nên thầy viết gọn gọn lại là thành g chia 2 nhân với x chia cho v0 tất cả bình. Có hiểu không? Có hiểu đoạn này không? Thay t bằng gì? T bằng gì đây? Đã nói rồi. Đây là t bình đúng không? Nhưng không viết t bình nữa, mà phải viết là x chia cho v0 tất cả bình. Hiểu chưa? Sau đó gom vào đây thì thành công thức của chúng ta. Nhìn này, nhìn này, g chia cho 2 v0 bình, thấy chưa? G chia 2 v0 bình nhân với x bình. Hiểu vấn đề chưa? G chia cho 2 v0 bình nhân với x bình. Đấy, đóng khung cái đoạn này vào. Và các bạn nó có thấy cái bản chất của nó giống với ax bình không? Coi chỗ này là hằng số thì có phải đây chính là giống với ax bình không? Thì đồ thị của nó sẽ có dạng là para bôn, nhớ chưa? Vậy thì đồ thị sẽ có dạng là parabol. Đấy. Được chưa? Đấy. Thời gian bay, từ từ bình tĩnh, tí đã nói thời gian bay. Đấy. Ghi cẩn thận không thành parabol đấy. Nhớ. Đấy. Các bạn hình dung là không bạn nào tự nhiên dốt đi, cũng không bạn nào tự nhiên giỏi lên, mà nó đều có quá trình. Thì cái nhiệm vụ của thầy là trong cái quá trình học là theo sát các bạn từng buổi một, để xem phát hiện những bạn nào có vấn đề. Đấy thì chấn chỉnh kịp thời. Nên các bạn cứ nghĩ là một tuần em không làm bài, một tuần em thế nọ thế kia thôi, nhưng mà để dồn vào là yếu ngay. Đấy, trường hợp bạn Tùng là một cái ví dụ điển hình. Đấy, lúc trước là lúc nào cũng cao nhất lớp, bây giờ là lúc nào cũng là bạn không hiểu. Đấy, bạn Bách cũng thấy có cái sự tiến bộ chuyển mình không? Đấy, sau những lần nhắc nhở của phụ huynh. Đấy. Đó rồi. Bách là bạn mà thầy cứ nhận xét ở đây là về phụ huynh phản hồi ngược lại luôn, đúng không? Đấy, thế là có cái sự tiến bộ. Đấy, mình kết thúc cuối cùng là mình đi học thêm, mình gặp thầy là mình sẽ phải có cái sự tiến bộ. Chứ học xong các bạn có quý thầy đến mấy thì nói thật, chia sẻ các bạn để trên live, trên đang dạy nói bạn quý thầy đến mấy và các bạn không tiến bộ rồi các bạn cũng sẽ đến lúc nghỉ thôi. Thật luôn. Các bạn công nhận không? Ngày trước thầy ở đây thầy câu chuyện về về nghỉ các bạn học học môi trường ở gọi là môi trường học tự do như này, các bạn nghỉ và các bạn học, các bạn mới các bạn xin vào các bạn nghỉ là chuyện bình thường. Đấy, bởi vì rõ ràng chúng ta chẳng có cái ràng buộc gì nó ấy cả, nó chỉ có ràng buộc duy nhất về mặt tiến bộ hay không. Bạn công nhận không? Hiệu quả và tiến bộ hay không? Đấy. Như thế kia là có thể thu được điện thoại một tuần rồi đấy. Đấy, không làm gì cả nhưng mà ấy. Cái trước ở đây có cái chị Hà, nói chung là chị gắn bó 5 năm ở đây. 5 năm ở trung tâm luôn. Ngày trước chị dạy trên cơ sở 2, học sinh rất quý luôn.
gì nhỉ, học ở trên cơ sở 2, nói chung là thầy giao cho chị quản lý, chị ý cho học sinh gọi là phá tách bành trung tâm, kiểu giải không không đuổi học sinh rất quý thôi. Nhưng mà bạn biết câu chuyện không, tức là ví dụ giải lao này chị còn bọn nó là lúc nào cũng đi học, mỗi đứa mang một gói mì tôm đến góp, xong rồi kiểu giờ giải lao là nấu mì ăn với nhau rất là vui, cả giáo viên học sinh đấy. Nhưng mà đến cái năm lớp 12 cái nhóm đấy nghỉ, không có một bạn nào, kiểu cảm giác là thân thiện quá nhưng mà học chưa chắc là hiệu quả đấy, bởi vì nó thiếu cái sự kỷ luật các bạn hiểu không, nó thoải mái quá nhưng mà không có sự tiến bộ, không có sự gọi là kỷ luật ở đây, thì câu chuyện đó vẫn chỉ dừng lại ở đấy thôi. Tết chị còn dẫn học sinh đi phố cổ chơi rồi chụp ảnh các thứ, em rất thân thiết, bây giờ vẫn rất thân thiết chứ không phải không. Bây giờ chị ấy về xong rồi ăn lẩu ăn liếc thỉnh thoảng chị em, nhưng đấy là để trên tình cảm bạn bè thôi, để bạn bè để chơi với nhau thôi chứ không phải là để học, các bạn hiểu không? Rõ ràng là chúng ta cần cái sự hiệu quả ở đây, nên các bạn đừng trách thầy khó tính rồi trách thầy nhận xét các thứ gì cả, thầy cần cái gọi là cái làm việc nó chuyên nghiệp và hiệu quả hơn đấy, các bạn đồng ý không? Thôi đấy, ngày xưa lớp anh Thành học ở đây là có Thông chuyên ra ngủ gật thôi đấy, buổi nào cũng ngủ đấy, nhưng mà hồi đấy là chưa có nhận xét, nhận xét thì chắc là ấy rồi đấy, nên các bạn phải hết sức lưu ý ở đây nhá. Nào tiếp, bây giờ chúng ta sẽ đến với cả cái hai cái dấu sao quan trọng là thời gian bay và tầm bay xa. Thời gian bay là gì? Là thời gian nó ở trên không trung ấy, nó không chạm đất thì gọi là thời gian bay, đúng không? Mình ném hòn đá, hỏi hòn đá này bay trong bao lâu thì là t bằng căn 2h chia g, có quen không? Cái căn 2h chia g này có quen không? Nó ở đâu ấy? Chính xác, nó chính là công thức ở rơi tự do luôn, nó dùng chung luôn, hiểu chưa? Nó dùng chung bộ công thức của thằng rơi tự do luôn. Và cái số 2 là tầm bay xa, tức là ném hòn đá đấy nó bay được bao xa. Thì đây, bay xa l, tầm bay xa l bằng v0 nhân t, mà v0 thì có chưa, rồi nhân căn 2h chia g, thế là xong, thế là xong, công thức của bài ngày hôm nay xong đấy. Về mặt câu chuyện của bài ngày hôm nay xong, bây giờ thầy chỉ dạy đúng một ví dụ nữa là các bạn có thể làm được bài, đúng không? Tóm lại là làm được bài đấy. Xem nào, xem còn dư bao nhiêu bản đây, ném này, bài tập ném thì nhiều lắm, nhưng mà đâu rồi, từ cho các bạn làm tự luận trước. Bài ném này thầy nói luôn nhá, thầy dặn các bạn luôn này, bài ném này rất ít khi, rất hiếm khi, rất hiếm khi thi tự luận, chỉ thi trắc nghiệm thôi, bởi vì nó dài các bạn ơi, các bạn trình bày, các bạn nhìn chọn 20 xong các bạn gắn ghép các thứ nó lằng nhằng không, nên là thường thì chỉ trắc nghiệm thôi. Nên khi các bạn làm bài thì thầy sẽ cho các bạn làm theo kiểu là viết đáp án thôi là được, đồng ý không? Bạn viết công thức ra, viết đáp án vẫn trình bày vào vở, nhưng viết công thức ra không cần phải trình bày quá căng, viết công thức thôi là ra được nhá. Hãy Thành xem bao nhiêu bạn để anh in cái phiếu nào, đây check đây bao nhiêu bạn nào. Đấy, xong rồi, bây giờ chúng ta chỉ làm ví dụ thôi. Đấy, xong tí nữa chúng ta tổng hợp công thức nhá. Tí nữa tổng hợp công thức để chuẩn bị cho cái giữa kỳ nhá. Nào, bạn đâu nhỉ? Ba bạn. 14 đúng không? Bây giờ chúng ta có 11 tờ rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ giữa kỳ thì nào, giữa kỳ có thi cái này không? Câu hỏi là tùy từng trường, em phải hỏi xem giáo viên của cô ấy, của cô ấy như thế nào. Như Cao Bá Quát là năm ngoái hình như vẫn còn có ném xiên, xong học sinh kêu quá trời nên về sau bỏ ấy. Bốn lên lớp phải kêu bỏ, kêu khó nhá. Quay video nhưng thầy vẫn dặn đến lớp mà thầy cô hỏi có muốn kiểm tra ném xiên không thì phải không nhá. Đừng có ném xiên, nó lằng nhằng lắm. Các bạn đang học ném ngang, thầy đang dạy rất là dễ như này, nhưng mà câu chuyện ném xiên vào là nó là sang một câu chuyện khác đấy. Đó chưa? Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng đi làm ném ngang nhá. Nào bây giờ các bạn, công thức của các bạn chưa được sắp xếp một cách rõ ràng. Đấy, thành ra phát cho các bạn này, lấy thêm cái đoạn này nữa đây, xong phát cho các bạn này. Còn thầy sẽ cắt cái bài này xong rồi thầy sẽ chữa cho các bạn luôn. Rất dễ các bạn này, không có vấn đề gì có cá cả, khó cả. Các bạn cứ coi như bây giờ mình đang làm trắc nghiệm nhá, chứ không phải làm tự luận. Nhá, có tự luận thì các bạn chỉ mất công thêm trình bày thôi nhá. Đây, ở đây trên này có dư 3 tờ này. Đây các bạn chú ý vào đây. Nào. Một máy bay thì bây giờ làm bài của chúng ta bước 1. Các bạn phải tóm tắt ra. Nhá.
Nào, Tùng tóm tắt cùng với thầy. Thế này, Thành rời than chú ý các cái khác thì đấy, chú ký đến Cường, quan tâm đến Cường thì thôi chú ý đến bài đi. Nhá. Nào, Tùng tóm tắt cho thầy xem nào. Đấy, em đọc đề bài mà em tóm tắt nào. Em nhìn kỹ vào. Đấy, em nhìn kỹ vào xong em tóm tắt. Các bạn cứ nghe bạn Tùng tóm tắt nhá. Bước 1 tóm tắt đề bài nhá. Các bạn cứ nhớ, các bạn có thể ghi ở đây để làm bài được. Bước 1 tóm tắt. Đấy. Bước 2 làm gì? Bước 2 là từ cái tóm tắt xác định công thức cần sử dụng. Bước 3 sẽ là thay số vào. Thay số vào để ra, thay số vào tìm kết quả. Nào, mời bạn Tùng tóm tắt. Đấy, thầy ngồi lắng nghe Tùng thôi. Quan tâm đến Tùng thôi. H bằng 490m. Ok, tốt. Ném ở độ cao đấy. H bằng 490m. Tốt. Tiếp tục. V gì? V gì nào? Đúng rồi, phải là V0. 100m trên giây. Rồi, ok. G bằng 9,8m trên giây bình. Ok chưa? Hết chưa? Bay ngang nhá. Cái chỗ này là ném ngang là bay ngang. Không ném xiên thì hơi ấy, bỏ qua lực cản không khí đúng không? Nào, bây giờ các bạn thấy này. Xác định công thức cần sử dụng. Sau bao lâu thì gói hàm chạm đất, tức là hỏi thời gian bay không? Thời gian bay chúng ta vừa có công thức chưa? Công thức là gì Tùng? Tóm tắt đề bài xong thấy đủ H đủ G chưa? Thay số vào là xong. Thay số vào được bao nhiêu nào? Ừ, được bao nhiêu nào? 10 giây đúng không? Chú ý đơn giản đấy. Có hiểu không? Nào hiệp nào? Hiệp đẹp dai nào? Tầm xa của gói hàng là bao nhiêu? Công thức nào tầm xa nào? Tầm xa của gói hàng. À hiệp. Tầm xa là gì? L bằng gì? V0 nhân à căn 2H chia G nhá. Đấy, căn 2H chia G thì bằng, có phải là V0 là 100 không? Ờ tính đi. 2H chia G vừa tính ở trên còn gì nữa. V0 nhân T rồi. À như vậy là nhân 10 bằng 1000, đơn vị là gì? Tầm bay xa là tính ra đơn vị là gì nhỉ? Hiệp nhỉ? Ở mét, 1000 mét. Được chưa? Hôm qua nhóm kia các bạn đều làm được. Nhóm kia thấy đang đau đầu quá, là nhóm kia có 3 bạn, còn có 3 bạn. Đang bảo nó chuyển sang mà nó bọn nó cứ lầy lầy. Nào, xác định vận tốc của gói hàng khi chạm đất, xác định vận tốc của gói hàng khi chạm đất. Được chưa? Xác định vận tốc của gói hàng khi chạm đất, các bạn chú ý này. Đây nó hỏi vận tốc thì các bạn phải đi tìm hai cái rõ ràng, Vx và Vy. Chứ không thể một phát tìm ra V được, đúng không? Nào, Vx bằng bao nhiêu? Mời bạn Thiếu Lâm nào. Quân Lâm. Mời bạn Quân Lâm nào. Nào, Quân Lâm trả lời nào. Vậy bằng gì nào? Chết giờ rồi đấy, từ nãy giờ đấy các bạn thấy không? Vậy nhìn vào cái cột theo trục x ấy. Vậy bằng gì? Nào, không có công thức Vx bằng V0 và bằng bao nhiêu, số cụ thể nào, đơn vị nào, đọc nghiêm túc nào. Đấy, hơi mất thời gian nhé. Nào, Vy bằng gì nào, mời bạn Hoàng nào. À bằng GT đúng không, thay GT vào nào, G bằng bao nhiêu,
9,8 nhân 10 đúng không? Và bằng bao nhiêu? 98 m trên giây, hiểu chưa? Thì từ hai cái này ta mới suy ra V bằng bao nhiêu? V bằng bao nhiêu nhỉ? Công thức là gì nhỉ? Căn của V x bình cộng, hiểu chưa? Thì nó bằng bao nhiêu? Bắt đầu thay số vào, căn của 100 bình cộng với 98 bình thì sắp xỉ bằng bao nhiêu nhỉ? Số xấu đấy. 140 phẩy mấy? 0,01 à? Kiểm tra lại cho chắc. Không thì dùng cái máy này được 140,014 đúng không? Rồi ok. Đấy. Mét trên giây. Ok chưa? Ok chưa? Đấy, các bạn thích 570 cũng có 570. Đấy, làm bằng máy lắp thì nó sẽ có đầy đủ hơn đấy, thấy chưa? Nhưng mà 570 nó bé quá. Thấy không? Các bạn thấy bé không? Đây, nhìn tuét cả mắt ra nhưng mà cái này thì nó lại to. Đấy, thấy chưa? Đấy. Như vậy các bạn đã xong được ba ý của chúng ta chưa? Đấy, có hiểu không? Có cần con nữa không? Làm con nữa cho chắc nhá. Làm con nữa rồi sau đó ngồi tổng hợp công thức lại từ đầu đã nhá. Đấy, xong rồi thì, sẽ nói về cái bài tập về nhà. Đấy. Nào các bạn thích bài nào, nào có 6 con thôi, nào các bạn thích bài nào cũng được. Ok, thầy sẽ chọn ngẫu nhiên. Thầy sẽ chọn ngẫu nhiên bài số 3. Tại sao bài số 3? Bài số 3 nó ít ý, còn các bài khác để cho các bạn có ý để mà các bạn làm. Nhớ chưa? Nào. Một chiếc máy bay muốn thả hàng tiếp tế cho những người leo núi bị cô lập. Có hiểu không ạ? Đấy, chắc các bạn không chưa giờ hình dung cái trường hợp này. Nhưng các bạn xem một số phim ấy thì kiểu như người ta leo núi, người ta sẽ không có cái cách nào người ta lên đây cả. Nên là bọn người này phải kiểu như bay ở đây xong rồi thả hàng để nó rơi xuống để người ta nhặt. Người ta ăn uống các thứ đấy, quần áo các thứ, thuốc men kiểu như thế. Bây giờ một máy bay đang ở độ cao 235m so với vị trí đứng của người leo núi, được chưa? Cái hệ quy chiếu người ta chọn chẳng khác gì cả. Vậy thì ở độ cao đây chính là cái gì? Đây chính là cái gì các bạn? Tóm tắt H chính là 235m. Đấy, cái gì đây? Đi đang bay ngang với tốc độ là bao nhiêu đây? 250 km/h thì các bạn nên đổi ra mét trên giây nhá. Thì ta sẽ có là V bằng, V này là V0, 250 km/h. Đổi ra mét trên giây bằng cách nào? À, đừng. Sao lại 69,4 á? Dùng phân số đi cho nó chuẩn đi nào. 250 chia cho 3,9. À, rồi ok, 625/9 nhá. Rồi 625/9 mét trên giây. Máy bay thả hàng tiếp tế ở vị trí cách người đấy bao xa để họ có thể nhận được hàng, biết là G bằng 9,8 mét trên giây bình. Các bạn có hiểu không? Tức là người ta còn minh họa một hình vẽ ở đây là cách bao xa thì thằng này thả đã, thì lúc đấy gói hàng nó bay đến đây là vừa. Có hiểu không? Người ta hỏi là cách bao xa thì bắt đầu thả thì là được. Ví dụ gần quá thì nó bay quá ở đây, mà xa quá thì nó rơi chưa tới. Thì đây chính là gì? Đây là chính là một cách hỏi khéo léo của tầm bay xa thôi, chứ có gì đâu. Hiểu vấn đề chưa? Cách hỏi khéo léo của tầm bay xa. Đúng chưa? Tức là tôi ném ở vị trí này thì nó rơi đến đây. Thì có phải là chỗ này là tầm bay xa không? À, công thức của tầm bay xa L bằng gì? V0 nhân với cả căn của 2H chia G nhá. Rõ ràng chưa? Bây giờ chúng ta chỉ việc thay vào thôi. V0 bằng 625/9 nhân với căn của 2 nhân với 235 chia cho G là 9,8. Mời các bạn bấm máy ra con số xấp xỉ cho thầy xem nào. Mấy? 480,92m đúng không? Đấy, thế là có điểm rồi. Thế là có điểm rồi. Các bạn hiểu chưa? Hiểu bài chưa? Tất cả các bài từ đấy về cả cái phiếu này nó cũng chỉ như vậy thôi nhá. Đấy, bây giờ thì thầy sẽ thử cho như này các bạn làm đi để chấm đi, làm chấm luôn cái này đi. Nào bây giờ các bạn nhìn vào cái phiếu của mình nhá. Các bạn nhìn thấy bài 2 có mấy ý nào? 1, 2, 3 đúng không? 3 ý này. Bài 4 cũng 3 ý này.
Bài 5 cũng 3 ý này. Bài 2, bài 3, bài 4, bài 5. Làm hết tất cả. Ơ, phiếu rơi tự do đâu, em phát nhầm cho bạn rồi. Ừ, em còn thừa phiếu nào không? Đúng 11 á? Thôi anh in mười mấy cả mà. Thôi được rồi. Từ từ để in thêm. Thấy chưa? In 12 bản mà, đúng 11 cái gì đấy. Bản in vẫn còn trên đây này. Rồi ok. Nào bây giờ các bạn làm hết cái này. Nào hết cái này, Bắc Binh là mấy điểm? 12 điểm. Hiểu không? Hiểu không các bạn? Bài 2 này. Bài 2, bài 4, bài 5, bài 6 này mắc là 12 điểm. Chỉ cần điền đáp án thôi, chỉ cần điền kết quả thôi. Ờ, điền vào cạnh phiếu cũng được, làm ra vở nhưng mà điền cái đáp án vào cạnh phiếu để chấm nhá. Được không? Rồi thầy sẽ dừng video lại đây nhá, tạm dừng ở đây để các bạn ơi, sau thời gian chúng ta đã giải quyết đúng không? Các cái bài tập tự luận. Bây giờ chúng ta sẽ cùng check đáp án nhá. Chúng ta sẽ cùng check đáp án là 1. Đấy, và các bạn cần giải đáp câu nào thì các bạn sẽ order nhá. Đấy. Nào, câu 2 thì chúng ta sẽ có đáp án ở câu A là 3 giây. Câu B là 758m và câu C là 252m/s. Các bạn có order chữa câu nào không? Câu 6 à? Từ từ đã, câu 2 có dễ đúng không? Tiếp bài bài 3 thì đã chữa rồi đúng không? Bài 4 thì đáp số là 5m/s, 11m/s. Hướng xuống dưới hợp với góc ngang một góc 63 độ, có cần chữa cái đoạn này không? Các bạn thấy là còn câu C nó bảo là chứng minh quỹ đạo là một nhánh của parabol, thì tức là các bạn phải viết được, các bạn phải viết được cái phương trình gì các bạn? Cái phương trình gì vừa nãy thầy dặn rồi? À đúng rồi, phải viết được phương trình quỹ đạo nhá. Chứng minh quỹ đạo thì phải có phương trình quỹ đạo. Được chưa? Phải có phương trình quỹ đạo. Nha. Được chưa? À, có cần chữa thì các bạn phải bảo nhá. Có cần chữa không? Câu này không này. Câu 5 có cần không? Câu 5 đây đáp án đây. Còn câu 6 thì cần à? Rồi câu 6 nhá. Ok. Câu 6 lại quái âm nó nửa chừng như này đúng không? À, một quả bóng được ném với tốc độ là 8.2m/s theo phương ngang. Vậy ta được có V0 bằng 8.2m/s. Tại một điểm D đấy, trên đường đi của mình, quả bóng cách mặt bên tòa nhà một khoảng là x đấy, tức là tại một điểm D thì nó cách tòa nhà là x, tức là gọi là vị trí D. Vị trí D này sẽ có tọa độ là x chấm phẩy y đang chưa biết đúng không? Thì tại vị trí này vận tốc đấy, tại vị trí đấy nhá, thì ta có vận tốc này, V của chúng ta đang hợp với phương ngang một góc. Đấy, V đang hợp với phương ngang một góc. V tạo với phương ngang một góc. Tạo với phương ngang góc 60 độ. Đúng chưa? Đấy, bỏ qua lực cản không khí đi. Đấy, G thì rất rõ ràng rồi, G thì bằng là 9.81m/s bình. Ok. Câu A nó hỏi là độ lớn thành phần thẳng đứng của vận tốc. Ok. Rồi. Rồi chúng ta nhìn nhá, chúng ta chú ý nhá. Chúng ta nên vẽ một cái hình ra để chúng ta minh họa. Chúng ta vẽ hình minh họa cái thằng V để chúng ta dễ hiểu đúng không? Và người ta cũng cho sẵn ở đây này. Người ta cho sẵn một chút thôi, đúng không? Nhưng mà mình có thể giữ linh hoạt ra đây. Đấy, bạn vẽ này. Đây có phải thành phần V không các bạn? Và đây là 60 độ không các bạn? Và đây có phải là thành phần VI không? Đấy, thì nó hỏi là độ lớn thành phần của vận tốc đang thẳng đứng. Đấy, câu chuyện ở đây rất là rõ ràng. Các nhìn hình của thầy có hiểu không? Đây là VX, đây là VI. Và ở giữa này là gì? Là V và góc hợp với phương ngang 60 độ. Mọi thứ đã rõ ràng chưa? Đây các bạn cần tìm cái gì? VI đúng không? Các bạn biết VX chưa các bạn? VX bằng mấy?
VX có phải bằng V0 là bằng 8,2 không? Bây giờ các bạn muốn tìm VI thì các bạn dùng tang của 60 độ đúng không? Tang của góc alpha, tang của 60 độ thì có phải bằng VI trên VX không các bạn? Đúng không? Có đúng không? Tang bằng gì? Đối trên. Ok, đúng không? VI trên VX vậy nó bằng bao nhiêu? Suy ra bằng bao nhiêu? Suy ra VI bằng gì? À, nó hỏi VI sẽ bằng VX nhân với cả tang của 60 độ đúng không? Các bạn bấm máy tính vào. Vậy nó là 8,2 nhân với cả căn 3 thì phải, đúng không? 8,2 căn 3 mà các bạn lấy cho thầy xấp xỉ đâu. Nào ra bao nhiêu? Bao nhiêu các bạn ơi? Trang lướt điện thoại không thèm bấm trả lời thầy này. Em có đọc đâu. Hay là bảo thầy tao không tin em nữa. Có đúng không? Ký như vậy đúng không? Đâu bạn nào đọc đâu? Mười mấy? 14,2 đơn vị là mét trên giây. Nào, các bạn đã hiểu cái này chưa? Có bạn nào thắc mắc nữa không? Ok chưa? Đấy, xong Linh xem cái gì mà mặt nhăn nhó thế. Nào hiểu con này chưa? Đấy, rất là dễ đúng không? Câu A. Còn bạn nào chưa hiểu không? Đã nhắc rồi. Thằng Tùng mặt đần thối kìa, hiểu chưa Tùng? Tiếp bây giờ khoảng cách, nó bảo khoảng cách mà quả bóng đã rơi theo phương thẳng đứng. Đấy, khoảng cách mà quả bóng đã rơi theo phương thẳng đứng. Đọc kỹ là rơi xuống đâu, rơi xuống đất thì rơi xuống đâu đây? Đối với quả bóng tại điểm đang xét này, hãy xác định. Các bạn chú ý là tại điểm đang xét, tức là điểm D các bạn ơi. Tại điểm D thôi, nó không hỏi điểm khác, nó chỉ hỏi đúng cái chỗ điểm D đấy các bạn ạ. Được chưa? Thế thì bây giờ các bạn thấy là bây giờ điểm B thì chúng ta sẽ có Y bằng gì? Nó hỏi là khoảng cách của quả bóng theo phương thẳng đứng có phải chính là Y không? Mà theo công thức của chúng ta Y bằng G gì? Y bằng GT. Đấy. GT bình chia 2 đúng không? Đấy. Mà chúng ta lại có V của chúng ta, VI của chúng ta có phải bằng GT không? Thì đây chính là cầu nối để giúp chúng ta tìm ra được T đấy. Đúng không? Các bạn nhìn này, VI bằng GT này. Và có phải bằng 14,2 không các bạn? Thì các bạn sẽ suy ra T của chúng ta, thời gian T của chúng ta sẽ bằng 14,2 chia cho G. G đề bài này cho là 9,81. Thì các bạn chia cho 9,81, các bạn ra được T bằng bao nhiêu cho thầy nào? 1,447 à? 1,447. Ok, dùng mã số cũng được. Đơn vị là gì? Giây. Ok, 1,447 đơn vị là giây. Được chưa? Đấy, tiếp tục này, tiếp tục cái đoạn này này. Đấy, tiếp tục đoạn này này. Là cái vậy suy ra Y của chúng ta sẽ bằng bao nhiêu? Y của chúng ta sẽ bằng GT bình chia 2. Thì chúng ta sẽ có là G ở đây là bao nhiêu? 9,81 nhân với T bình là 1,447. Bình phương tất cả chia 2. Đấy, các bạn lại bấm máy tính ra. 10,7. 10,27 đấy mét, đúng chưa? 10,27 mét. Đấy, check đáp án thêm có phải đáp án là xấp xỉ 10,3 không? Đấy, A là 14,2 không? Có chuẩn không? Đúng chưa? Đấy, tiếp ý C nào, ý C nó chỉ hỏi tại cái điểm đang xét thôi, hỏi lưng chừng như vậy. Nào bây giờ có Y rồi, có tìm được X không các bạn? Khoảng cách X theo phương nằm ngang, X của chúng ta bằng gì? Có phải bằng V0T không? Đấy, không thuộc phương trình, không thuộc các cái khác thì sẽ rất gãy đúng không? Thì nó bằng bao nhiêu nhỉ? X bằng V0T vậy bằng bao nhiêu? V0 là bao nhiêu? 8,2 nhân với T có phải là 1,447 không? Đấy, xem có được đáp án giống như người ta không? 8,2 nhân với 1,447 bằng 11,86 đúng không? 11,8 87 đi.
11,87. Đấy, mình làm tròn như thế có sát với cả đáp án không các bạn? Có sát đáp án không? Quá chuẩn rồi còn gì? Ok chưa? Đáp án người ta không yêu cầu gì thì mình nên cứ làm tròn đến hai chữ số thôi. Như vậy các bạn đã hiểu cái bài 6 chưa? Chưa nào? Rồi, bây giờ bài tập về nhà thầy giao nhá, là các bạn sẽ làm 13 câu nhá, 13 câu trắc nghiệm, chuyển động ném ngang, còn ném xiên thì thầy không cho vào đây nữa nhá. Đấy, năm nay rút gọn chương trình thì không dạy ném xiên nữa, thì anh Chí Thành sẽ phát cái đề cho các bạn và thầy sẽ dừng video tại đây nhá. Rồi, sẽ cho chép nhưng mà chỉ dừng video tại đây thôi. Đấy. Được chưa? Chép cái này đúng không? Dừng video tại đây nhá.